chia tay chắc sẽ rất đau. Ừ thì xa nhau có lẽ nên như vậy, vì rằng đôi khi ta không thể bước chung trên một con đường. Ngày mình chia tay cho nhau hạnh phúc riêng, trả lại em những ký ức anh phải quên, yêu thương trong vụn vỡ khi hoàng hôn buông nơi cuối con đường. Hãy cho anh biết em sẽ hướng nào, vì đôi chân anh đây chỉ muốn dừng lại. Có lẽ anh sẽ phải tìm một người bình yên, phải quên em thôi. Ừ thì em hãy dễ trái hướng đi không có anh, vì một ai bên em nơi cuối đường. Hay thế anh mãi bên em, chăm sóc em. Phải quên em thôi.